Thưa quý vị, các bạn, hàng năm cứ đến rằm tháng 7 âm lịch, ăn chay trở thành thói quen, nếp văn hóa của người Việt để hướng lòng đến điều thanh tịnh, báo hiếu song thân. Theo đó, thị trường thực phẩm chay tại các chợ cũng trở nên sôi động hẳn lên, đa dạng các loại thực phẩm tươi hay khô đều bán rất chạy. Ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Long Xuyên, ngày đầu tiên của rằm tháng 7, 14 tháng 7 âm lịch, thì thị trường thực phẩm trở nên khá nhộn nhịp hơn so với ngày thường, nhất là sức mua hàng thực phẩm chay, rau củ, quả, trái cây, hoa tươi đã tăng gấp 10 lần so với thời điểm bình thường. Theo bà Phạm Thị Hồng Cúc, chủ cửa hàng bán đồ chay tại chợ Mỹ Long cho biết, năm nào vào thời điểm trước ngày rằm tháng 7, bà nhập hàng về số lượng lớn, đa dạng nhiều loại, nhiều mẫu mã và giá thành khác nhau như nem, chả chay, thịt heo quay, sườn non chay, các loại gia vị. Bởi vì sức mua của khách hàng vào những ngày này chưa bao giờ giảm. Do chuẩn bị nguồn cung hàng hóa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, nên chất lượng và giá cả các mặt hàng cũng như nguyên liệu chế biến món chay được đảm bảo ổn định và không có hiện tượng khan hàng, sốt giá, nên khách hàng dễ mua và lựa chọn hơn. Vào những cái dịp cái tháng 7 này nè, là cái nguồn hàng của mình á, là cái lượng khách hàng ăn chay dùng chay nhiều lắm, cho nên là mình phải chuẩn bị cái nguồn hàng này là từ cả hơn tháng nay, rồi cứ hàng mình cứ nhập vô liên tục mỗi ngày để mà đủ đảm bảo cái lượng khách hàng, để mà người tiêu dùng á, đều phải có những cái mặt hàng để mà dùng dần dần những cái dịp này. Rồi lượng khách hàng mà so với cái ngày thường á, là gấp cũng mười mấy lần á, đông lắm, lúc nào khách cũng nghẹt hết trơn từ sáng tới tối luôn. Giá cả thì mình cũng vẫn cố gắng mình giữ giá bình thường, khi nào mặt hàng nào á, nó lên thì mình mới lên thôi. Mặc dù nhu cầu mua thực phẩm của người tiêu dùng tăng cao, nhưng giá thực phẩm không tăng nhiều so với ngày thường, chỉ tăng nhẹ một số loại rau màu và hoa quả. Tại các khu bán đồ chay rất đông người, đôi khi mọi người phải chen lấn để mua vì sợ hết hàng. Nhất là một số mặt hàng thực phẩm như đậu hũ hay các loại thực phẩm chay làm sẵn tại chợ bán hết từ rất sớm. Để không phải chen lấn, có người lựa chọn mua thực phẩm chay cho bữa ăn gia đình trước ngày rằm, vừa không lo hết hàng, vừa không phải e ngại giá cao hơn ngày thường. Gần đây là cô thấy mấy năm nay là làm như cái người ăn chay nó cũng hơi tăng lên. Tại vì người ta cũng sợ tội phước đó, thì người ta bớt sát sanh, người ta ăn chay nhiều. Giá cả nó hơi tăng à, hơi tăng. Đồ đạc, đồ mua nó cũng hơi mắc lên mỗi bữa. Mà cô thì bị cô ăn thường thử, ngày nào cô cũng mua bình thường, thường mua mình ăn mua trước ngày qua nữa. Thông lệ hàng năm thì cứ đến ngày Du Lan, bên cạnh việc lễ chùa thì mỗi gia đình hầu như ai cũng chuẩn bị các món ăn chay nhằm hướng về tổ tiên, cội nguồn và các đấng sinh thành. Do đó, các mặt hàng phục vụ bữa ăn chay tuy có tăng giá so với ngày thường nhưng sức mua vẫn rất mạnh. Nhìn chung, thị trường thực phẩm chay ngày rằm tháng 7 ngoài mang đến những bữa cơm thanh tịnh cho nhiều gia đình còn là những ngày ăn nên làm ra của các tiểu thương kinh doanh các mặt hàng này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì mỗi người hãy là người tiêu dùng thông minh, cần lựa chọn các sản phẩm an toàn, đảm bảo cho sức khỏe bản thân và gia đình giữa nhiều chủng loại và thương hiệu ngoài thị trường như hiện nay.